phải thừa nhận rằng tất cả các cổ động viên bóng đá Việt Nam vừa trải qua một buổi tối ngập chìm trong sự thất vọng, và nó đến từ màn trình diễn kém thuyết phục của đoàn quân huấn luyện viên Philippe Troussier trong chuyến làm khách đến chảo lửa Bung Karno của Indonesia ở trận đấu thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng loại 2 World Cup 2026. Sau thất bại trước chính đội tuyển xứ vạn đảo Asian Cup 2023, cùng với đó là một lối chơi chưa được định hình rõ ràng, hay không muốn nói là mang lại nhiều sự nghi hoặc, cầu thủ sao vàng đã bước đến sân nhà của đối phương với nhiều áp lực trước giờ bóng lăn. Song trái với nhiều dự đoán, chính đội khách mới là những người nhập cuộc một cách chủ động với lối chơi pressing tầm cao nhằm đẩy lùi đối phương về phần sân nhà và triển khai tấn công một cách khó khăn. Công bằng mà nói, những pha bóng đáng chú ý đầu tiên đều thuộc về đội khách, nhưng đáng tiếc đó đều là các tình huống chưa đủ nguy hiểm để đặt khung gỗ đối phương vào tình trạng báo động. Đến phút thứ 14, Indonesia mới có đợt tấn công đầu tiên với pha thoát xuống bên phía cánh phải của Rafael Struik, nhưng rồi nó cũng ngay lập tức bị chặn lại bởi Bùi Tiến Dũng. Trong nửa đầu hiệp 1, đội tuyển Việt Nam là những người cho thấy sự lấn lướt hơn hẳn với tỷ lệ cầm bóng vượt trội lên đến 76%. Song nếu xét riêng ở mặt trận tấn công thì cao trò của huấn luyện viên Troussier vẫn tỏ ra tương đối bế tắc khi thiếu đi các phương án để có thể tiếp cận khung thành của đối phương. Sau khoảng 30 phút chịu trận, Indonesia đã nỗ lực vùng lên nhưng cũng không tạo ra được quá nhiều áp lực lên hàng phòng ngự của đội khách, để rồi cuối cùng hiệp 1 khép lại mà không có bất kỳ một bàn thắng nào được ghi. Nhìn hơn về mặt kiểm soát là thế, nhưng trong 45 phút đầu tiên, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam lại không có lấy bất kỳ một cú dứt điểm nào về phía khung thành của đối phương, hay không muốn nói là họ không hề tạo ra được pha triển khai tấn công nào thật sự rõ nét. Và rồi trong hiệp 2, sự khác biệt đã đến. Trong số 3 sự thay đổi liên tiếp của luyện viên Shin Tae-yong, có cả cỗ máy, ném biên, Ahan, và chính sự điều chỉnh này đã khiến đội tuyển đến từ quốc gia hình chữ S phải ôm hận. Phút 52, Ahan ném biên mạnh vào trong vòng cấm địa. Minh Trọng là người đã lúng túng phá bóng hỏng, mở ra cơ hội cho một cầu thủ khác vừa vào sân từ băng ghế dự bị là Vicky dứt điểm cận thành mở tỷ số trận đấu. Có bàn thắng vươn lên dẫn trước, ý đồ chơi phòng ngự phản công của đội chủ nhà đã được thể hiện rõ. Chưa kể lối chơi rắn không ngại va chạm đến từ những chiến binh thuộc xứ vạn đảo đã khiến Việt Nam rơi vào bế tắc. Mặc dù đã lần lượt sử dụng đến 5 sự thay đổi, mặc dù đã tìm cách để tràn lên tấn công một cách mạnh mẽ vào những phút cuối trận, nhưng lối chơi của Việt Nam chẳng khởi sắc hơn là bao. Thậm chí nếu không có sự xuất sắc của Philip Nguyễn trong khung gỗ, thì có lẽ họ đã phải tiếp tục nhận thêm trái đắng vì những đợt tấn công sắc sảo của Indonesia. Cuối cùng Việt Nam đành phải trắng tay rời Bung Karno và chứng kiến đối thủ tạm thời vươn lên đứng nhì bảng F với 4 điểm. Chắc chắn rồi, thất bại trước một đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Indonesia với một lối chơi kém hiệu quả như thế, thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier khó lòng mà tránh khỏi những chỉ trích của người hâm mộ bóng đá nước nhà. Nhất là khi, trong một diễn biến khác, đối thủ được xem là thiên địch của họ, đội tuyển Thái Lan vừa tạo nên một tiếng vang lớn. Chuyến hành quân đến Seoul World Cup của những chú voi chiến vốn được đánh giá là lành ít dữ nhiều bởi sự chênh lệch về đẳng cấp đến từ hai khu vực bóng đá hoàn toàn khác nhau. Nhưng Hàn Quốc lại có trận đấu không hề dễ dàng như dự đoán. Trong khoảng 15 phút đầu trận, chính các học trò của Masatari Ishii mới là những người nhập cuộc một cách tốt hơn, qua đó bất ngờ tạo nên thế trận dồn ép trước đội chủ nhà, trong đó có hai pha dứt điểm đáng chú ý của Chamrasami và Supachai Chaidi. Trong những phút sau đó, Hàn Quốc dần lấy lại thế trận và cầm bóng nhiều hơn, nhưng vấn đề là họ lại gặp không ít khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương. Mãi đến phút 42, Son Heung-min mới giúp cho những cổ động viên của xứ sở kim chỉ có được niềm vui khi lập công mang về bàn thắng khai thông thế bế tắc. Từ đường chuyền trả ngược bên cánh trái của Lee Jae-sung, Son Heung-min đã có mặt đúng lúc để tung ra cú dứt điểm một chạm đầy tinh tế giúp Hàn Quốc tạm thời có được lợi thế dẫn bàn trước khi bước vào giờ nghỉ. Hai đội bắt đầu hiệp 2 với tâm thế khác nhau. Mặc dù đang bị đặt vào thế bám đuổi, song đội tuyển Thái Lan cũng không dám quá mạo hiểm dâng cao để rồi nhận lại những đòn hồi mã thương chí mạng. Trong khi đó, đội chủ nhà vẫn tiếp tục nỗ lực tạo nên thế trận áp đảo bởi họ biết rằng trong bóng đá, cách biệt một bàn vốn luôn là một thứ rất mong manh. Chưa kể đây là trận đấu mà Hàn Quốc cần phải thắng giòn giã để đập tan bầu không khí ảm đạm sau thất bại tại Asian Cup 2023, cũng như những lùm xùm trong phòng thay đồ của đội bóng. Có cảm giác rằng bóng chủ yếu chỉ lăn bên phần sân của cầu thủ Thái Lan. Nhưng rồi bước ngoặt của trận đấu đã đến ở phút 58 khi huấn luyện viên Masatada Ishii thực hiện một số điều chỉnh nhằm xoay chuyển cục diện trận đấu. Trong đó có cả Suphanat Muenta, tiền đạo đang chơi tại giải vô địch quốc gia Bỉ trong màu áo của Heavenly Eleven. Không khiến cho ông thầy của mình phải thất vọng, thần đồng một thời của bóng đá Thái Lan chỉ mất đúng 2 phút để mang về bàn thắng săn bằng cách biệt cho những vị khách đến từ Đông Nam Á. Từ đường chuyền vào trong của Nicolas Mikkelsen, chân sút mang áo số 10 đã bất thình lình phá vỡ vòng vây của hai chiếc bóng áo đỏ theo kèm để lao vào địa bóng cận thành, qua đó đưa trận đấu về vạch xuất phát. Bất ngờ nhận phải gáo nước lạnh,
trong những phút tiếp theo ở trận đấu, Hàn Quốc lại phải liên tục dồn ép để thị uy sức mạnh của một trong những thế lực hàng đầu của khu vực. Họ cũng đã có thêm một lần khiến mảnh lưới Thái Lan rung lên, nhưng bàn thắng của Son Heung-min đã không được công nhận vì đồng đội của anh đã rơi vào thế việt vị trước đó. Trước hàng phòng ngự được tổ chức hết sức kỷ luật và ăn ý của cầu thủ đội khách, dù đã rất cố gắng nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Xuân Hồng vẫn không tránh khỏi việc bị cầm chân ngay tại sân nhà. Dù rằng việc không thể giành trọn 3 điểm trước Thái Lan không ảnh hưởng đến ngôi đầu bảng C của đội tuyển Hàn Quốc, song nó đã khiến kế hoạch sớm giành vé đến vòng loại thứ 3 của họ phá sản. Đó là còn chưa kể với kết quả này, họ vẫn chưa thể thoát được những áp lực và chỉ trích đến từ các cổ động viên của đội nhà. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, Thái Lan không chỉ được tiếp thêm sự tự tin để cạnh tranh sòng phẳng tấm vé còn lại với Trung Quốc, mà bên cạnh đó, đại diện đến từ Đông Nam Á còn tạo nên cú sốc không hề nhỏ trên bình diện châu lục. Trong suốt 90 phút của trận đấu, đội tuyển Hàn Quốc đã cầm bóng đến 79%, tung ra 25 pha dứt điểm, trong đó có 8 lần đưa bóng đi trúng đích và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên đến 2,47. Chưa kể họ còn thực hiện hơn 800 đường chuyền, hơn gấp 4 lần so với những gì Thái Lan đã thực hiện được. Nhưng tất cả những sự vượt trội đó đều chỉ nằm trên mặt số thống kê, còn kết quả của trận đấu thì họ lại không thể thắng được sự kiên cường của Thái Lan. Đúng là Hàn Quốc đang không có được một sự ổn định nhất định thời kỳ hậu Jurgen Klinsmann và chỉ đang được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên tạm quyền, song vẫn không thể phủ nhận rằng Thái Lan đã mang đến một màn trình diễn thực sự thuyết phục. Không chỉ phòng ngự một cách kiên cường và khoa học, các học trò huấn luyện viên Masatada Ishii cũng không ngần ngại mà chủ động tấn công đối thủ, bằng chứng là chỉ số bàn thắng kỳ vọng của họ trong trận đấu này cũng lên đến 1,25. Đáng nói nhất chính là dấu ấn chiến thuật đến từ tân huấn luyện viên Masatada Ishii, người đã biết cách tạo nên sự khác biệt bằng các phương án thay người của mình. Điều đó cho thấy tầm nhìn và khả năng đọc trận đấu của vị trí quốc gia người Nhật Bản, cũng như những phương án tấn công đa dạng mà tập thể này đang sở hữu. Dù đã gây không ít ấn tượng, nhưng huấn luyện viên Masatada Ishii còn ngụ ý rằng vốn dĩ họ đã có thể làm tốt hơn nếu như thể trạng của cầu thủ được đảm bảo. Những cầu thủ trở về từ nước ngoài không chắc chắn về tình trạng thể chất của họ. Đó là lý do chúng tôi phải đoàn kết và chơi thứ bóng đá tập thể. Tôi luôn nói với cầu thủ rằng khi gặp vấn đề về sức khỏe, cần lập tức trao đổi ngay với đội ngũ ban huấn luyện. Nhìn thấy đội tuyển Thái Lan cầm chân được một trong những thế lực hàng đầu của khu vực, qua đó mang đến niềm vinh dự cho một khu vực vốn đã là vùng trũng trên bản đồ bóng đá, để rồi nhìn sang liên tiếp những kết quả đáng thất vọng của đội nhà trong thời gian gần đây, thật khó để các cổ động viên của bóng đá Việt Nam có thể hài lòng. Từ trước nay, Thái Lan và Việt Nam luôn tạo nên một cuộc cạnh tranh để tìm ra đâu mới là quốc gia xứng đáng gánh vác trọng trách trở thành gương mặt đại diện của Đông Nam Á. Và giờ thì, khi họ đã bắt kịp trình độ của những ông lớn của châu lục, thì chúng ta chỉ biết nhìn vào kết quả đó mà phát thèm thôi.